thứ hai là một số yêu cầu cơ bản của các phần bàn tay trong khi học thêm đang áp lực, ví dụ như là khám lâm sàng nước gương cấp không thì các trường hợp nước gương cấp sâu ha, và khám được các trường hợp tức các cái lương chuỗi đánh giá được cái tình trạng ngón tay như thế nào, đời sống như thế nào, đời chết đánh giá sự tồn của ngón tay, và cuối cùng là tiếp theo đó là xử trí ban đầu và điều trị cơ bản của các vấn đề bàn tay, và cuối cùng là các bài vi phổi với tình trạng tình thì yêu cầu các em có khái niệm cơ bản thì về giải phẫu của bàn tay các bạn bữa mình giải phẫu của bàn tay rồi ha, bàn tay thì giờ có cái tám cái xương của tay thì quyền bắt đầu các em có các cái xương, năm cái xương vàng, các cái xương ngón tay dài thì có ba đốt, lúc gần lúc giữa lúc xa, và cái ngón tay cái thì chỉ có hai đốt và lúc xa thôi. Thì người ta quan điểm của cái xương bàn tay và cái nốt ngón tay giống như cái nhà vậy, khi đọc cái xương bàn tay thì tùy dùng máy nè, bao ta để xuống mày để dĩa lên thì mình thường đọc theo cái phương pháp để dĩa lên thì nó quen hơn. Thì ở đó quan điểm cái phần dưới gần cái nền, cái phần cái đầu xa, cái đầu gần cái nền tới cái thân xương và cái là cái đầu xa, đây cũng là nền thân đầu xa, cũng như nền của lỗ cổ, nền của lỗ cổ ngón hai bàn tay hai bàn ha, thì đó mình tập theo cái giải phẫu. Thì hệ thống cơ của cái vùng bàn tay nó tương đối phức tạp, đa phần của các cơ bàn tay rồi phải nhớ là cái hệ thống cơ ngoại lai ha, cơ ngoại lai thế là sao, nghĩa là các cái vùng cơ của nó là vùng nằm ở bên ngoài, trong khi cái vùng cơ nằm ngoài cái nơi quan tâm của nó là ở trong cái vùng bàn tay gọi là cơ ngoại lai, còn các cái cơ nội lại mình sẽ nói các cơ như là các món cái gắn rồi các cái cơ xương cơ nhân cốt của tay cơ cốt hai tay nó là cơ nội lại, thì đa phần chủ yếu là các cái tổn thương mình sẽ đánh giá là cái tổn thương gần cơ ngoại lai của cái vùng bàn tay. Thì cái đầu bàn tay thì cái gân hệ thống gân thì hoạt động thì có các hệ thống quan trọng là gì, là gân các ngón tay ha, thì các ngón tay dài nghĩa là có 2, 3, 4, 5 mình sẽ có cái gân gấp nọc gân gấp sâu, trong khi đó cái gân ngón tay cái thì gân ngoài lại nó một cái gân gấp duy nhất, gân gấp ngón tay cái dài, gân gấp ngón tay cái ngắn là nó là cái gân ngoài lại thường được khó đánh giá. Cái hơi hệ thống gân chuỗi thì mình có rất là nhiều gân chuỗi, từ cái người ta quan điểm đó cái vùng cắt ngang cái cổ tay đây là cái tiết diện cắt ngang ngoài cái vùng cổ tay, thì người ta để cho bạn dễ nhớ thì người ta nói là cái vùng cổ tay nó có 6 cái khoang gân chuỗi, nghĩa là nhát dao cắt ngang qua vùng cổ tay, các bạn nếu từ ngoài vào trong sẽ thấy được đủ 6 khoang, 6 khoang gân chuỗi ha, thì đi từ ngoài vào trong có cách nào để nhớ, số lượng rất là nhiều ha. Thì cái số 1 là cái khoang gân chuỗi liên quan tới ngón tay cái thì nó sẽ vào gân cơ dài và duỗi ngắn ngón số 1. Cái tới số 2 để dễ nhớ nó là mình nhớ nó có hai gân, số 2 là hai gân là nó có duỗi cổ tay quay dài, duỗi cổ tay quay ngắn. Vậy bạn nào biết duỗi cổ tay quay dài bám vô đâu và duỗi cổ tay quay ngắn bám vô đâu? Rồi trả thầy coi là nhiều hết. Rồi, tới số 3 chưa có cái bí kíp để dành đó. Tới số 4 là liên quan tới 4 ngón, 4 ngón tay cả, nghĩa là duỗi chung các ngón. Số 4 là duỗi chung các ngón, đi chung với nó có một anh nhà nữa, đó là duỗi riêng ngón 2. Liên quan tiếp theo là khoang số 5, là liên quan tới ngón tay số 5, ngón tay bụng. Đó là duỗi riêng ngón 1. Rồi, vậy còn số 3 với số 6. Thì số 3 nhớ đặc biệt đó là duỗi ngón tay cái dài ha. Nó nằm mình thấy duỗi ngón tay tự nhiên duỗi dạng dài duỗi ngắn ở khoảng 1 ha, cái tên khoảng 2 là nó duỗi ngón tay quay dài duỗi ngón tay ngắn, thì tới khoảng 3 thì nó mới lại là duỗi ngón tay cái, do đó là một duỗi ngón tay cái nó dài ngang qua đây, nó có cái gọi là cái lồ cổ Lister, các bạn nhớ cổ tay mình thấy cái cổ gồ gồ ha, nó gọi là cái lồ cổ Lister là nó có tác dụng giống như cái hồng mặt à, nó chạy cho nên cái ngón tay cái dài nó chạy nó rất là lập khúc, khi mà mổ nối gân rất là nhiều bác sĩ bỏ sót cái gân duỗi ngón tay cái dài à, hậu quả như thế nào bệnh nhân làm gì cũng được, tại vì gân duỗi ngón tay cái dài bệnh nhân đứt duỗi khớp liên đốt của ngón tay cái không duỗi cái gì nhiều việc mình sẽ không làm được đâu à,
nhiều người sẽ bỏ sót cái chuyện này do một số nguyên nhân phẩm chung quy lại cũng là cái tội trả lại cho đại diện ha. Thì câu số 6 là cái cuối cùng thì có cái vụ có thể đủ ha. Thì nhìn chung là phức tạp nhưng mà cũng có cách để khiến mình lớn, cho nên các bạn cũng cố gắng ha. Nhớ được thì sẽ không bao giờ khi mà kiếm một cái vết thương của một ai các bạn vô là thấy gần như đã rồi, mình phòng thủ thì mình sẽ không bao giờ kiếm ra. Chúng ta chỉ kiếm ra những gì chúng ta biết ha. Những gì chúng ta không biết sẽ không bao giờ tiến hành được đâu. Giống như cầm ra được cái cọng gân, thậm chí có nhiều người cầm ra được cọng gân ấy, bộ gân này gân gì đây, rồi nó với cái gì đây, không ai biết cả. Cái đó là do ông không giải phẫu. Cái đó nói tới nó lùi về nhà, ông lại giải phẫu cái nữa. Rồi hệ thống mạch máu, mạch máu là thần kinh của cái vùng cổ hai tay. Mạch máu thì có hai cái động mạch, động mạch quay và mạch tụ, tạo thành hai cái vùng không nói là cung gan tay nông và cung gan tay sâu. Dễ ra cung gan tay nông là do cái gì nối với cái gì các bạn? Có ai biết cung gan tay nông là do cái gì nối với cái gì? Trụ chính quay phụ hay là trụ phụ quay chính? Rồi cung gan tay nông với cung gan tay sâu thì cái nào quan trọng hơn? Cung gan tay sâu quan trọng hơn, có một bạn biết nên cung gan tay sâu quan trọng hơn và cung gan tay sâu là do mạch quay chủ yếu. Vậy thì cái vùng cổ hai bàn tay này nó sẽ có cái động mạch quay và động mạch trụ, và ở hai động mạch đó có sự không nối với nhau, thông thường là nó có sự không nối với nhau ha. Nhưng mà trong những trường hợp không thông thường thì nó sẽ không có sự không nối với nhau, do đó mình sẽ phải có một số cái test để mình phát hiện có không nối hay không có không nối. Đôi khi có những cái vết thương đứt cái động mạch trong điều kiện thực tế khu vực mình mặc dù là không có khả năng không có vi phẫu không đau không mạch được, thì mình phải biết là đánh giá lại à cái động mạch đó tôi có thể cổ được hay không, còn nó có ảnh hưởng gì tới cái sinh tồn của cái ngón tay không, thì đó phải gặp ha. Thần kinh thì quay trụ giữa mấy bạn về coi lại phân bố cảm giác của thần kinh nó như thế nào ha. Thì một số cái cấu trúc giải phẫu đặc biệt như là cái hố lào ha. Cái hố lào là cái vùng tam giác giới hạn có thể cái duỗi dài, duỗi ngón tay cái dài ha, thấy đây duỗi ngón tay cái dài thế nó kéo vô qua cái lỗ, nó có cái lỗ blister đây nó tạo cái đầu đi thành chéo ha, duỗi ngón tay cái ngắn và cái nền của nó là cái dạng ngón cái ha. Thì ở đây có cái chánh của cái cảm giác của thần kinh quay và chánh sâu của cái đầu quay nó nghe cái nền một cái hố lầm này. Thì khi mà nó khám một cái tình trạng một bệnh nhân có cái vết thương thì mình phải khai thác lịch sử người ta một kỹ lưỡng ha. Thì khai thác lịch sử gồm các cái yếu tố nào, đầu tiên là khoảng cái thời gian xảy ra tổn thương bị cách đây bao nhiêu lâu rồi ha, để mình tính coi đây là một vết thương tới sớm hay vết thương tới chảy, cái chỉ định đó sẽ là cắt lọc vết thương hay là cái chỉ định cắt lọc xương, để còn các cái dấu hiệu mình phải tính được cái thời gian xảy ra tổn thương. Thứ hai là cái môi trường xảy ra tổn thương hoặc là coi cái môi trường phơi nhiễm thì nó sẽ khác biệt cho rất nhiều ha. Ví dụ như là một cái môi trường bệnh nhân bị môi trường bác sĩ mổ dao cắt chúng ta à, môi trường sạch sẽ khác, một bệnh nhân gọt trái cây cắt chưa phải khác, một bệnh nhân làm việc ở dưới các cái giống như mấy bệnh nhân mà hút bằng cầu vậy á, cái vết thương môi trường thì các đôi khi vết thương rất nhỏ nhưng hậu quả thì rất lớn ha. Hoặc là cái cơ chế chấn thương, cơ chế chấn thương thì có dạng nát hoặc đứt gọn, siêu đứt gọn là dao cắt hoặc là mái xem xem thì nó đứt gọn dễ phục hồi, trong khi những cái tình huống như là mái dập mái cuốn mái ép thì nó dạng nát rất là nhiều đúng không em, cái tổn thương ban đầu thì thường có xử lý hơn. Và cái sơ cấp cứu ban đầu của người ta đã được xử lý như thế nào ha. Ví dụ như là được rửa sạch băng thép chẳng hạn, hoặc là người ta được được các bình thuốc lá luôn à, có rất là nhiều vết thương thấy rất là đơn giản, mở ra chờ đợi thuốc lá không phải thuốc lá cho người ta được xử lý không chính xác ha, đẩy rất là nhiều cái dị vật vô cái vùng vết thương của mình. Rồi sau đó mình phải khám ha, hồi nãy là hỏi về hỏi lịch sử, giờ là khám lâm sàng. Khám lâm sàng thì đó chấn thương chỉnh hình nó lúc nào cũng là cái sao chó trong cái thang bậc của cấp cứu, khám và phải ưu tiên các cái chuyện khác hơn, thì phải khám đánh giá toàn thể bệnh nhân các cái chuyện như là có
gia sinh hồn dây như vậy thông qua năm cái chữ B. Năm cái chữ B này thì thường xuyên chữ hè là đau, bệnh nhân có cái triệu chứng là đau ở vùng bụng thường à, đa phần ai có bất thường thì cũng không thể là đau cả. Thứ hai là theo tiết tái, nghĩa là mình nhìn cái vùng đầu dây đó mình thấy đầu dây nó đang chậm hoặc là cái đầu dây nó nhiễm bầm, ví dụ như qua lỗ tai mình thấy lỗ tai nó màu sắc khác hẳn hoàn toàn so với lỗ tai còn lại thì nghi ngờ cái lỗ tai đó có nguy cơ tổn thương, có nguy cơ tổn thương được ha. Thứ ba là paresthesia, cái là bệnh nhân cũng mất cảm giác, bệnh nhân tê tê bì cái vùng đó hoặc là không có cảm giác, nên là rồi bệnh nhân không còn cảm giác rồi cái sau gì cả. Thứ ba là paralysia, là bệnh nhân liệt vận động, nghĩa là bệnh nhân hoàn toàn không có khả năng vận động. Và thứ năm là paresthesis, nghĩa là bệnh nhân mất mạch, không có cái bắt mạch ha. Thì ví dụ như vùng vết thương nó vùng cánh tay vùng vẫy thì mình sẽ thấy các cái dấu hiệu 5B là rất là rõ ràng. Ví dụ như bệnh nhân có một vết thương ở cái vùng vẫy tổn thương động mạch cánh tay hoặc là mạch vẫy thì mình sẽ thấy rất là rõ bệnh nhân đau, rất là đau ha. Thứ hai là bệnh nhân nguyên một cái vùng cánh tay đó, nó tiến thoái. Thứ ba là bệnh nhân một sau thời gian thì bệnh nhân hoàn toàn có cái vận động cho máu không có nguy cơ, sau đó là bệnh nhân không có cái cảm giác của vùng dây đó và bắt mạch mà quên đồng hồ dĩ nhiên là không bắt được. Thì khi mà cái vùng tổn thương nó cao thì cái dấu hiệu các bạn sẽ thấy rất là rõ ràng, nhưng mà ở trong cái vết thương thấp, những vết thương ở góc ngón tay hoặc ở vùng cổ bàn tay thì cái dấu hiệu này đôi khi nó sẽ khó đánh giá. Ví dụ như đau thì vẫn có, tiếp tái thì vẫn có, nhưng mà mất cảm giác thì vẫn có, nhưng mà cái liệt vận động, cái mất mạch các bạn sẽ khó đánh giá. Tại vì sao? Thì khi mà nó đứt cái động mạch, chẳng hạn cái động mạch quay hoạt động, nhưng mà các cái gân của mình là cái gân ngoại lai, do đó cái vùng phía trên nó vẫn giúp cho mình kéo được vận động từ ngón tay, ngón tay bệnh nhân vết thương ngón tay đang vui, nhưng mà cũng nói với bác sĩ là cái ngón tay tôi còn kiếm dính được, làm sao bác sĩ nói là ngón tay tôi cương, làm sao bác sĩ ngắt được. Thì lúc đó mình mới được giải thích à, cái ảnh mạch là do cái gân ngoại lai, là do nó được kéo từ cái vùng trên cánh tay nó vận động xuống cái vùng ngón tay, chứ không phải là do cái ngón tay nó còn sống. Và khi đánh giá cái bắt mạch của cái vùng ngón tay thì dĩ nhiên là mình không đánh giá bắt mạch được, ai bắt được bắt mạch ngón tay thì khi đó mình sẽ thông qua một cái test mà các bạn có ai biết chưa, là cái test nhắc nhãn đầu ngón tay ha. Mình dùng cái ngón tay mình để cái đầu ngón ha bỏ ra thì mình sẽ thấy thông thường, bình thường nó học để xuống chân bỏ ra thì thời gian phục hồi của nó là phải nhỏ hơn 2 giây. Thông thường tất cả mọi người thời gian phục hồi đều nhỏ hơn 2 giây. Khi mà thời gian đó có bằng 2 giây hoặc lớn hơn 2 giây nghĩa là có nghi ngờ tổn thương mạch máu ở cái vùng cổ tay đó nha. Thì khi mà cái chi nó có tổn thương, nó có đầy đủ cả năm kiểu bên thì chứng tỏ là cái chi nó đang bị đầy và suy sống. Thì sau khi khám về cái đầy và suy sống, đánh giá những cái chức năng, đánh giá chức năng của cái bàn tay thì nó thông qua những cái thứ như là xương và cái gân ha. Thì thương xương thì mình đánh giá cái tổn thương xương thì cũng có nhìn thấy các cái dấu hiệu chắc chắn của ngày xưa, còn bữa đại đồ hiện nay các bạn mình còn nhớ chắc nói được thôi. À, bí trẻ đào xào và cứ lo bất thường ha, rồi coi như cũng có một chút gì đó tốt thì mình thấy cái biến dạng ở trên bàn tay là cái thứ rất là dễ dàng để mình nhận ra. Thì thấy là đây, ví dụ như đây, khi mà bệnh nhân có cái gãy cái xương bàn hoặc xương ngón tay, bình thường khi cái bàn tay mình nắm lại, cái ngón tay nó sẽ hội tụ vào cái vị trí nào đó, ở đâu đó ở ngay chỗ cái giữa xương tùy của mình. Bàn tay bình thường lúc nào cái đầu bàn tay nó cũng hướng chụp lên chỗ, hướng chụp lên chỗ. Nếu như trong cái bàn tay này mình thấy bệnh nhân cái bàn tay này, ngón tay xương bàn gãy, thấy ba ngón kia nó còn chụm lại những cái ngón thứ năm chỉ vào một nơi, chứng tỏ là có những dấu gợi ý một cái biến dạng. Trong những cái tình huống kín đáo hơn, ví dụ như cái đốt hai hoặc cái đốt ba, mình nhìn trên cái ngón con tay ha, từ khi mình gặp cái bàn tay mình thấy cái đầu ngón của mình nó nằm chừng là những cái khoảng song song với nhau ha. Khi mà có một cái đốt hai hoặc đốt ba nằm thấy cái đầu ngón tay này cái móng nó bẹo, chứng tỏ là có cái biến dạng. Thì đánh giá tổn thương xương thì thông qua cái đi tìm các cái biến dạng, có cái đi tìm đau chói hoặc là các cái biến dạng xoay cùng hai các con. Rồi đánh giá
quay vào phòng chủ, sau đó thả lực lên, nếu như thả lỏng bàn tay, thấy cả bàn tay hồng, sau đó bệnh nhân lại nắm chặt tay, thả lỏng phòng chủ, thấy bàn tay hồng chứng tỏ là có sự cố hố giữa động mạch quay và phòng chủ, do đó là có thể trong những tình huống cần thiết mình có thể hy sinh một trong hai bên. Thì khám cổ được gân, gân thì mình có gân gập và các cái gân chuỗi, gân gập thì nhiều lắm, gân gập to, gân gập sâu, gân gập có thể kéo dài. Gân gập các cái cổ tay, nó các cổ tay quay, cổ tay trụ, các cái gân ngang tay dài. Gân ngang tay dài thì nó không quan trọng lắm, nó có trong khoảng 80% dân số thôi. Thì thường là làm cái đối toán, mình đối toán 4-5, mình thấy bộ lên, ví dụ cái cổ tay nó hai cái gân. Thì phía bên ngoài gân là cái gân gập cổ tay quay, và cái giữa hơn là cái gân gan tay dài, có bạn không à, thì còn có thì đừng hỏi tại sao bộ sao lại không có, thì khoảng 80% đó thôi. Thì cái ý nghĩa khi mình làm cái động tác nó là gì, nó giúp mình lộ lên hai cái gân thì sẽ coi được cái gân đó nó còn hay nó mất, và ở giữa hai cái gân của đó là cái gì. Thì chắc cho các bạn biết ở giữa hai cái gân gấp cổ tay quay cái gân gan tay dài chính là cái thần kinh giữa à, do đó giò cặp đó mình coi phim tạo nó đắp nhau đắp cổ tay có cái bụng rất cái kim đó là một cái kinh giữa ha. Thì các bạn biết tại sao sau này mình có thể đặt cái thủ thuật đã tên một thì biết cái vị trí nó như vậy. Thì khám cái bụng gấp cổ tay thì chỉ có hai cái cơ quan trọng nhất là cơ gấp đầu nó khó hơn gấp sâu cái khó ha. Thì cái hình ảnh ở trên là cái hình ảnh khám của cái cơ gấp sâu cái khó. Gân gấp sâu thì cái nơi bắt tập của nó là gần của cái lúc xa của tay ha. Do đó nó có tác dụng là gấp các cái khớp nào gấp khớp hoàn hổ nó cũng gấp được, gấp khớp liên lúc gần nó cũng gấp được, gấp khớp liên lúc xa nó cũng gấp được, và chỉ có nó giúp cho mình gấp được cái khớp liên lúc xa. Do đó là mình chỉ cần việc đè cái khớp, đè cái lúc hai cho bệnh nhân gấp ngoài tay, bệnh nhân thấy gấp được cái lúc xa chứng tỏ là mình gấp sâu còn ha. Còn cái gân gấp đầu nó mới là cái thứ có chuyện à, gân gấp đông thì nó bám vô đợt cái lốt hai, do đó nó chỉ gấp được cái lốt vàng ngọn lốt đi lốt gần thôi, lốt đi lốt xa nó không có giúp được. Thì để khám nó thì mình phải dùng một cái gọi là đè các cái ngón còn lại, nó gây ra cái sự bất lợi cho thế cho các cái ngón còn lại, thì khi gấp nó chỉ gấp gấp sau nó sẽ mất bất hoàn, nó sẽ không hoạt động được, nó chỉ còn cái gân gấp đông. Thì mình thấy khi mà mình đè cái ngón còn lại thì kêu gấp ngón đông thì người ta chỉ gấp cái ngón đông để gấp được cái khối tim luôn. Gần thôi. Nếu mình đem vào đứt cái gần sau thì các gân không thì mình sẽ không nằm được cái hậu này. Khám gân chuỗi. Thì nãy nói gân chuỗi nó quá bị khoan thì mình sẽ tăng cao toàn bộ các cái khoan đó. Nên những cái mình sẽ thấy các cái vết thương rất là đơn giản nhưng mà bị bỏ sót thì chẩn đoán bỏ sót cho nên là người bị thiếu gây ra cái tác hại lâu dài cho người bệnh. Thì gân chuỗi cũng có mũi con cái ngắn, mũi con cái dài, mũi tay quay dài, mũi tay quay ngắn thì mình sẽ nói từ từ. Thì cái chuỗi ngón tay ngắn và cái dạng ngón tay cái thì mình sẽ làm như thế nào là dạng cái ngón tay cái ra khỏi các ngón tay còn lại ha. Để ở đây nó muốn cái hình đó tại vì cái rồi cái thứ hai là khám chuỗi cái cổ tay quay dài và chuỗi tay quay ngắn thì kêu bệnh nhân làm hành động nắm cái bàn tay lại chặt lên giống như là chặt xe tay ga vậy. Thì mình sẽ rờ thấy được cái vùng cổ tay, cái gân gấp, cái gân chuỗi của tôi nha, cái chuỗi của tôi ngắn nó bộ lên. Thì khi mà rờ mình chạy thì mình sẽ thấy là có. Rồi, chuỗi ngón tay cái dài, chuỗi ngón tay cái dài thì nó có nhiều cách khác. Dù như kêu bệnh nhân chuỗi cái khớp liên tốt, cũng được. Trong những tình huống khó khăn hơn, mình kêu bệnh nhân đặt cái bàn tay hẳn lên trên bàn. Kêu bệnh nhân cong ngón tay cái lên khỏi bàn. Thì người ta cong ngón tay cái lên bàn. Nên người ta còn cái gân chuỗi ngón tay cái dài. Chuỗi riêng ngón 2 và chuỗi riêng ngón 5 thì dạy là kêu chị ha. Chuỗi chung các ngón, chuỗi chung các ngón thì mình kêu bệnh nhân làm cái gì? Chuỗi chung các ngón kêu bệnh nhân là phải chuỗi cái khớp bàn ngón, các bạn nhớ là chuỗi khớp bàn ngón chứ không phải là chuỗi của các khớp liên đốt. Chuỗi các khớp liên đốt là do dàn cốt và cơ dung ha, do các cơ cốt của tay nó thực hiện. Do đó mà nếu mà mình kêu bệnh nhân chuỗi các khớp liên đốt thì mình sẽ bị sai. Các chuỗi của cái ngón là chuỗi khớp bàn ngón của cái ngón, còn cái chuỗi của tay trụ thì kêu bệnh nhân làm hai cái trụ đi qua đây ha. Thì bệnh nhân làm được thì làm được còn. Về cái thần kinh thì như nãy nói rồi,
kinh ở cái vùng bàn tay là có thần kinh quang, thần kinh trụ như thần kinh giữa, thần kinh mấy bạn về nhà coi lại cái vùng phân bố cảm giác, nghĩa là cái thần bàn tay là có sắc màu đỏ vàng đó, vùng phân bố cảm giác của bàn tay, ngón thần kinh giữa mấy ngón, thần kinh trụ mấy ngón, thần kinh quay mấy ngón ha, thì nhớ một cái dễ nhớ nhất là thần kinh giữa là 3.5, thần kinh trụ 1.5, hoặc là còn mặt lưng như thế nào về coi lại, thần kinh quang cảm giác không về coi lại ha. Rất là nhiều bạn quên cũng nhiều lắm. Về đó là về thần kinh, là về phần cảm giác, về phần vận động thì khám như thế nào ha. Thì cái thần kinh quay thường nó sẽ tổn thương trong các tình huống như vừa anh nói là tổn thương cái thần kinh thai chẳng hạn ha, hoặc là trong các cái vết thương cái vùng trên bụng thằng thai nó sẽ gây ra tổn thương cái nhánh vận động của thần kinh quay, mà hậu quả là gì, là bệnh nhân rũ cổ cọ, rũ cổ cọ nghĩa là không rũ được cổ tay và không rũ được khớp bàn họp của cái con ha, không rũ được cổ tay nhiều khớp bàn họp. Thần kinh trụ cái vận động là gì, là do cái cơ giang cốt, cho đó là biến dạng của nó là biến dạng gì các bạn nhớ không, chung trụ ha. Này hồi đó thì mấy thầy già cổ cũng có nói biến dạng của khi mà liệt kinh trụ là cái dấu vũ trụ, và kêu khám bệnh nhân xoắn xoèn được cái ngón tay ra và bệnh nhân gấp các cái khớp thì tốt nó 4 năm không được. Tại sao vậy, tại sao bệnh nhân không gấp được khớp thì tốt xa không 4 năm? Thì dĩ nhiên là tại vì thần kinh trụ nó chi phối cho các hoạt động gấp sau 4 năm, mà cụ thể hơn là nó chi phối cho nửa bó trong của cái cơ gấp sau, cơ gấp sau, cơ gấp sau các nó thì là nửa bó trong là do thần kinh trụ và nửa bó ngoài là do thần kinh giữa nằm và bạn nhớ vậy. Thì khi mà tổn thương thần kinh trụ bệnh nhân sẽ không gấp được cái khớp đi lốt xa 4 năm, trong khi đó thần kinh giữa thì như thế nào, thần kinh giữa thì theo bệnh nhân đây xin lỗi cái này cho chỗ sai nha, này copy một cái khám của cơ duỗi làm việc gắn qua tới đây, thì khi thần kinh duỗi tổn thương ở cái giữa tổn thương thì người ta sẽ kêu bệnh nhân khám cái dấu gọi là ok sai, kêu bệnh nhân làm dấu ok nói chuyện với nhau ha, được không, ok ok làm dấu ok ok sai, ok là sao, nghĩa là bệnh nhân làm được cái dấu rất là rõ vậy. Trong khi những bệnh nhân tổn thương thần kinh giữa, bệnh nhân sẽ làm thành như vậy gọi là dấu hóa chi. Tại sao bệnh nhân không làm được thành cái dấu ok, có nghĩa là gì, bệnh nhân mất cái vận động gấp của ngón tay cái và mất cái gấp sâu của ngón tay đỏ, người ta không gấp được, cho nên người ta dùng cái hành động khép để người ta bù cái gấp, ta khép lại thì gấp sâu ngón cái là do vận động của do nhánh của thần kinh giữa, và như anh nói này nửa bó ngoài cho món 2-3 cũng là vùng kinh giữa, khám thần kinh giữa là do đây là cái hình về các bạn tự coi về cái quy tắc xử lý vết thương, mình phải phân loại cái vết thương nó là như thế nào, thì có vết thương sắc gọn bằng dập lóc da thở vết thương gọn như các bạn sẽ tự coi. Và quy tắc chung khi mà mình xử lý vết thương đầu tiên là phải loại bỏ là các nguy cơ nhiễm trùng, nghĩa là mình phải rửa vết thương, hoặc là nặng nề hơn thì mình phải cắt lọc cái vết thương cho nó sạch sẽ, sau đó là mình phải bảo hộ cái sự sống của ngón tay bằng cách là mình không có vi phẫu cho thần kinh, không có máu cho thần kinh, sau đó là về phục hồi chức năng thì có không có gân hoặc là không có thần kinh. Thì định nghĩa về vi phẫu trong cái chương trình là gì, các bảo quản chi thức đề chỉ định một số ứng dụng, thì cái này anh sẽ nói sơ qua cho bạn nghe về cái vi phẫu trong cái chương trình thôi. Thì vi phẫu về định nghĩa là gì, vi là nhỏ, phẫu là mổ nhỏ ha, nghĩa là vùng mổ rất là nhỏ, chỉ còn là phẫu thuật trên các cấu trúc nhỏ như mạch máu và thần kinh, sử dụng các cái phương tiện phóng đại quang học như là kính lúp hoặc là kính hiển vi để mình làm việc. Thì ví dụ như tình huống xoẹt cái rất ngón tay, chém cái xoẹt cái rất ngón tay ha, thường là tên chừng nào thì chân tính không có. Thì mấy bạn khi mà các cái chi thức lười thì mình còn cái khái niệm, cái khái niệm thời gian thiếu hóc môn, thời gian thiếu hóc môn thì nó có hai cái là thời gian thiếu hóc môn có hồi phục và thời gian thiếu hóc môn không hồi phục. Có hồi phục có nghĩa là gì, là nó giống như giọng nói cơ tim vậy, nếu như các bạn tái thiếu hóa
quá cái thời gian này thì chỉ cần một giới có tác với nào giới này thì nó cũng không có ý nghĩa gì. Thì có hai cái thời gian với môn môn là thời gian với môn môn đông và thời gian với môn môn lâu. Thì chỉ là khi mà cái thời gian với môn môn là nó sẽ kéo dài cái thời gian với môn môn mình lên. Tại vì sao? Trong cái môi trường là từ 0 đến 4 độ C các tế bào nó sử dụng tinh oxy hơn, do đó mà cái nguy cơ của nó thì còn bị chết do thiếu máu thì nó ít hơn. Thì thiếu máu mô đông dù như các cái mô như là da xương thì tổng 46 giờ làm nó sẽ kéo dài đến 12 giờ xương thì nó là 3 giờ làm là 24 giờ cơ là 2 giờ làm là đến 8 giờ tại sao nó sẽ khác biệt như các loại tế bào giữa các loại mô thì thấy mô nào sử dụng càng nhiều oxy thì thời gian thiếu máu mô nó càng kém trong cơ thể mình sử dụng oxy nhiều nhất còn cái não và cái cơ do đó khi mà cơ thiếu máu mô chỉ khoảng 2 giờ nếu mà không được xử lý là nó tiêu rồi ha. Còn nếu mà được giữ lạnh từ con bố nó sẽ thì nó thể dựng lên đến 5 giờ thì bảo quản trong cái tình huống bệnh nhân có chỉ định lìa cũng lúc nào cũng vậy theo cái thác đổ ha, cứu mạng cứu chi cứu chức năng và cứu thẩm mỹ thì cứu mạng chúng ta lo cho bệnh nhân trước bệnh nhân nó rất lìa chi lo ơi ơi chúng ta rất lìa gặp cái thai đi không lo bệnh nhân nằm đó thứ nhất là đau chết thứ hai là chảy máu chết ha. Thì mình phải lo các trường hợp như là sốc mạch máu sốc đau và bệnh nhân có cái chi định lìa cái nguy cơ cao bệnh nhân có cái những cái tổn thương khác đi kèm như như gặp gan gặp bệnh mình cũng phải kiểm tra. Sau đó thì mình phải lo tới cái phần hậu cùng, nó có hai phần ha, phần hậu cùng nghĩa là phần chính trong người bệnh nhân thì cái phần đứt lìa nó rất là quan trọng ha. Thì cái phần hậu cùng mình phải chăm sóc như thế nào thì đầu tiên là lúc nào vậy rửa sạch vết thương và loại bỏ dị vật ha. Thì dùng các dung dịch như là nước muối sinh lý, nếu mà không có dung dịch nước muối sinh lý thì dùng nước đun sôi để cùng nước mình uống được ha, nó không quan trọng lắm. Thứ hai là mình phải che phủ cái vết thương với cái cảnh sạch và mình phải cầm máu. Khi mà đứt liền cái chuyện chảy máu nó rất là dữ dội thì mình sẽ có một số phương pháp đơn giản nhất là cái phương pháp băng ép trọng điểm. Băng ép trọng điểm có gì đó là mình dùng cái gạt tạo thành một cái khối để đè lên cái điểm chảy máu ha. Ví dụ như cái cánh tay của các bạn phải nhìn coi cái mặt máu quay bên nào nó phụ bên nào tạo thành hai cột chẹn lên rồi phải băng ha. Rất là nhiều nơi gửi đến bệnh nhân bó đứt liền chi bó cục gạt bởi vì này còn cục gạt nó rất là to thấm đẫm máu mà nhân băng ép mà không có trọng điểm ngay lúc đó mình băng chỉ có tác dụng là thấm máu thôi thì bệnh nhân sẽ thấm máu rất là nhiều ha. Thì mấy bạn phải băng ép với trọng điểm nếu mà trong tình huống băng ép với trọng điểm mà không hiệu quả ví dụ như mạch máu to quá hoặc là không tìm ra được cái đầu thì mình sẽ sử dụng phương pháp là Garo cầm máu. Garo cầm máu thì nó có nhiều kiểu ha. Garo tự chế giống như là mình lấy cái để mình chích lấy cái băng để mình làm garo chích mình cũng dùng được hoặc là dùng cái dụng cụ như là cái garo hơi hoặc là cái máy đo huyết áp thì mình bơm cái máy đo huyết áp cho tới cái áp lực nó vừa đủ để không chảy máu là được ha, vừa người đủ để huyết máu và không quá mạnh thì mình phải có cái dụng cụ là khi mà mình ta bơm garo mình phải ghi cái giờ bơm garo và sau đó mình phải xả bỏ 30 phút nghĩa là cung cấp máu lại cho cái vùng đầu vòng cổ. Tại vì nếu mình bơm caro quá lâu mình còn xả máu thì nó sẽ gây ra chuyện thiếu máu cho cái vùng vòng cổ thì bệnh nhân sẽ bị hoại tử cái vùng vòng cổ nhiều hơn nữa thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái khả năng co máu chi trung liệt. Trong cái tình huống tệ nhất là caro không hiệu quả, ví dụ như những cái vùng đứt lìa ở vùng sáng án hoặc sáng mai mình không thể có cái gì để caro thì mình sẽ dùng các cái trường hợp như là khâu vòng cổ cầm máu hoặc kẹp cầm máu. Thì đây là cái tình huống phải kẹp. Tại vì sao khi mình kẹp hoặc là mình còn thì cái mạch máu của người ta sẽ bị ngăn lại, ảnh hưởng rất nhiều tới cái khả năng thô lỗ của cái động mạch của mình. Nhiều khi tới lúc đó nó còn là cái thiếu mạch máu thì phải lấy ở đằng khác trong cái quả, nó sẽ gây ra mổ rất khó khăn. Do đó trong tình huống thì bằng kẹp với trọng điểm khó khăn hơn nữa thì garo và cuối cùng không làm được gì cả thì còn không bằng kẹp được đâu. Đó là trong cái thứ tự như vậy. Thì nãy giờ mình xử trí cái vùng họng cổ cho người bệnh nhân và cái vùng đứt lìa như thế nào thì nó tương tự giống giống như là cái vùng họng cổ thôi. Đầu tiên là mình phải rửa sạch cái vùng đứt lìa của ta, sau đó mình phải xử trí cái vùng đó nhẹ nhàng thôi, mình cầm việc lên đi xuống ha. Rồi
ý nghĩa của hành động này là như thế nào, tại vì khi sau đó mình sẽ vùi cái bột nước lìa này vào cái miếng đá thì quy tắc là mình không được để cái bột nước lìa tiếp xúc trực tiếp, thứ nhất là với nước, thứ hai là bột với lạnh, tại vì với nước nó sẽ gây ra ngấm nước vào trong môn, chạy với lạnh thì nó sẽ gây ra phỏng phỏng môn, thì mình sau đó mình bỏ cái túi ni lông này vào cái thùng hoặc là túi lớn chứa nước đá, không để cái phần nước lìa tiếp xúc trực tiếp với nước. Thì sau khi mà bệnh nhân được xử lý ban đầu như vậy thì sẽ phải cân nhắc là bệnh nhân này mình sẽ có cầu nối theo cái chỉ định liền hay không, thì cái chỉ định nó tùy thuộc vào cái thể trạng bệnh nhân này có chịu được cái cuộc mổ dài hay không. Thì bệnh nhân như thế nào, có những bệnh nhân thấy như em bé hoặc là người già người lớn tuổi thì hầu như cái khả năng chịu được cuộc mổ từ 6 đến 10 tiếng người ta không có. Thì nó tùy thuộc vô cái thể trạng của bệnh nhân, nếu bệnh nhân trẻ khỏe hoặc là bệnh nhân có cái sức khỏe tốt, không có các bệnh lý đi kèm thì sẽ cân nhắc qua có không cái chỉ định lìa hay không, tại vì cuộc mổ chỉ định lìa thông thường kéo dài 6 tiếng. Rồi mình phải đánh giá cái phần mổ cục và cái nơi định lìa, nếu mà cái vùng mổ cục nó không còn nhập quá nặng hoặc là không có cái mô quá nhiều thì mình có thể không nóng nha. Dù như trong các vết thương do máy cú chẳng hạn, các cái máy mà xoay hoặc là cái khi mà nó cuốn cái tay bệnh nhân thì nó nhổ ngoài cái phần gây cái lìa, nó nhổ các phần mô ở cái vùng cầu xa, dụ như kéo cái động mạch nó kéo quạt xa ra hoặc là cái dây tinh thì kéo từ cái đầu cổ xuống, thì cái đó hầu như là không có khả năng mình có được. Rồi cái phần đứt lìa, phần quạt xa nó không có bọc chặt hay đứt nhiều lần, ví dụ như là lý tưởng nhất trong các tình huống chỉ được lìa là cái nổ như vụ máy xe máy cắt hoặc chặt chém thì rất là dễ có nổ, nhưng mà các tình huống khó khăn như máy xay máy cu thì nó sẽ đang khó khăn hơn rất nhiều. Đứt lìa có một có chỉ được có nổ tuyệt đối, tại vì sao có một là nó chiếm 50% chức năng bàn tay, do đó hầu như trong các tình huống khi mà đứt lìa có một thì các bác sĩ đều phải cố gắng tới mức tối đa mình có thể có một, và người ta nói đứt lìa chi ở đây em có chỉ được có tuyệt đối, tại vì là trẻ em cái khả năng hồi phục của nó rất là tốt, trong những cái tình huống mình thấy hầu như không có khả năng gì cái ống thai đó có thể sống được, vậy mà rất là thần kỳ khi mà mình thâu cái động mạch vô không cần thâu tĩnh mạch luôn, và hồi nó có vài phòng tươi sống tốt. Nhưng mà nói tới nó luôn thì mình phải cân nhắc lại cái chuyện ban đầu, nó vẫn là cái chuyện nằm cuối cùng, đó là tổng trạng bệnh nhân có được chịu được cuộc mổ dài hay không. Thì hồi xưa mình cũng có nghe có cái vụ mà bà với cháu chui qua cái gầm xe lửa cuối cùng bị cán đứt lìa cái chân đó, thì khi đó trong cái tình huống đó mọi người cũng đang cố gắng khâu nối cái chi đứt lìa để là khâu mang cái chân cho nó, nhưng mà trong cái tình huống đó thì khi đó nó sốc cho truyền máu cuối cùng nó đi, thì mình thấy là mình phải cân nhắc kỹ lưỡng cái chuyện là mình có không có được cho bệnh nhân đó hay không, cái tổng trạng từ đó có chịu được hay không. Thì trong cái tình huống đó thì là không khâu được khi nào thì dĩ nhiên nó có nhiều yếu tố, đầu tiên là tình trạng chân như mình đã nói ha, sau đó là phẫu viên và các bác sĩ hồi sức và cơ sở chân chết, có bệnh nhân không được mà không ai biết làm thì cũng như không, hoặc là không có bác sĩ hồi sức thì cái cuộc mổ nó sẽ kéo dài rất là lâu, bệnh nhân phải được tê tốt hoặc nằm hay tốt và cái và phải theo dõi được các cái biến động trong cuộc mổ thì mới đảm bảo được cái cuộc mổ an toàn, và cuối cùng là cơ sở vật chất, nghĩa là phải có các phương tiện ví dụ như kiến nghiệm vi ha, những lúc hoặc là các loại chỉ đi phẫu 8-9-10 như này thì phải có cái cơ sở vật chất lúc nào cũng vậy. Thì giới thiệu cho các bạn về cái bài vết thương bàn tay và cái vi phẫu trong chấn thương chỉnh hình, thì các câu hỏi thì nó sẽ nằm trong cái mục tiêu của mình thôi, không có gì mấy bạn có chép ở đây một cái là bài giảng của anh, thứ hai là cái bài
ไรนะ